Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với bản tin của TM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Tóc tiên sẽ bị tiến luật, nhận nhầm là Thu Trang thành mình. Cá tính và nổi loạn là thế nhưng Tóc Tiên lại đích thị là một cô nàng có gương mặt được nhận nhầm bậc nhất showbiz Việt. Lúc trước thì chưa thoát cái mác Trấn Thành phiên bản giả gái thì mới đây gương mặt của nữ ca sĩ tiếp tục được so sánh với hình ảnh mới nhất của chị 13 Thu Trang. Trước bộ ảnh tóc ngắn cá tính và thân thái của chị đại siêu ngầu của bà xã Thu Trang, danh hài Tiến Luật đã xém nhận nhầm vợ mình thành Tóc Tiên cùng với bình luận siêu mặn mòi. Mới nhìn cứ tưởng Tóc Tiên, nhìn lâu mới biết hóa ra nóc nhà. Sau pha xém nhận nhầm vợ của danh hài Tiến Luật, Tóc Tiên tiếp tục điếu đứng vì sự nhầm lẫn của netizen. Để đính chính chồng thật, nữ ca sĩ không ngại chia sẻ về hình ảnh ông xã Tuliver lên trang cá nhân cũng như là story trên Facebook của mình. Ấy vậy mà, chẳng những không thay đổi được tình hình, cô nàng còn phải tiếp tục đón nhận nhiều hiểu nhầm dở khóc dở cười hơn. Một fan của Tóc Tiên đã trả lời trực tiếp vào story của nàng rằng ui, hóa ra chị với anh Tuliver lấy nhau là sự thật ạ. Đó giờ em tưởng là tin đồn không à? Vì có lẽ là yêu đương và kết hôn quá kín tiếng nên mặc dù đã về chung một nhà được 1 năm nhưng bộ đôi Tóc Tiên và Hoàng Tuliver vẫn bị khán giả hiểu nhầm là vợ chồng tin đồn. Bên dưới chia sẻ về sự nhầm lẫn này thì nhiều khán giả còn trêu thêm: vậy mà tôi tưởng Tóc Tiên là lấy Tiến Luật, chắc mới đọc tin đồn hai người hẹn hò rồi ngủ đông nên mới update hơi chậm đó mà. Và cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TM News. Và TM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi cho TM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi. Bây giờ thì xin chào gặp lại. Bye bye.